Một đội biệt kích hải báo vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đang lo lắng chờ đợi đội tiếp ứng ở trên biển. Đột nhiên một con tàu ngầm nổi lên mặt nước, thì ra con tàu ngầm Colorado này đến đây tiếp ứng. Vốn dĩ bọn họ ở 500 feet trên mặt biển, thử nghiệm trang bị vũ khí mới nhất, bây giờ nhận lệnh phải nổi lên mặt nước, đến để tiếp ứng đội biệt kích hải báo. Lúc này radar phát hiện gần đó xuất hiện nhiều chiếc thuyền hộ tống Pakistan đang tiến nhanh về phía bọn họ. Sau khi thuyền trưởng biết được chuyện này, lập tức hạ lệnh lặn khẩn cấp. Sau đó thuyền trưởng liền đưa theo phụ tá tìm đến đội trưởng đội biệt kích hải báo tìm hiểu tình hình. Nhưng đội trưởng lấy lý do lần này chấp hành nhiệm vụ bí mật, chỉ có thể nói lời xin lỗi với họ, sau đó quay người rời đi. Cùng lúc đó trong khoang chỉ huy, bọn họ đột nhiên nhận được tài liệu gửi từ Bộ Quốc phòng chỉ huy khẩn cấp Nam Cực, mệnh lệnh phóng tên lửa hạt nhân. Mục tiêu chiến đấu chính là thủ đô Pakistan. Thuyền trưởng và phụ tá dựa theo yêu cầu mệnh lệnh, đối chiếu với số mã, sau khi xác nhận không sai, bọn họ liền đến khoang tác chiến, lệnh cho tàu ngầm dâng lên độ cao phóng tên lửa. Trong nháy mắt 4 viên đạn hạt nhân đã chuẩn bị xong. Vào lúc thuyền trưởng và phụ tá cắm chìa khóa vào bảng điều khiển, chuẩn bị khởi động quá trình bắn, đột nhiên thuyền trưởng do dự, phụ tá cũng nói ra nghi ngờ trong lòng, tại sao mệnh lệnh tác chiến của Bộ Tư lệnh Nam Cực chỉ khi Bộ Tư lệnh Washington bị hủy rồi, hoặc là không sử dụng nữa mới dùng đến. Thuyền trưởng, để chúng ta xác nhận lại đã. Sau đó thuyền trưởng lệnh cho thuộc hạ mở TV lên kiểm tra tình hình có phải thật không. Nhưng thông qua sự tìm hiểu của họ, trên TV căn bản không hề có thông tin Washington bị tập kích, nhưng mệnh lệnh bọn họ nhận được lại nói nó bị tấn công. Tiếp theo thuyền trưởng lấy điện thoại ra liên hệ Bộ Tư lệnh, yêu cầu xác nhận lại mệnh lệnh tác chiến, lại nhận được sự từ chối từ họ và bắt anh ấy tiếp tục thực hiện mệnh lệnh. Mà thuyền trưởng lại nói nếu không phát mệnh lệnh qua đài phát thanh chính quy, anh ấy sẽ từ chối nhiệm vụ lần này. Không ngờ rằng thuyền trưởng lại bị tước quyền chỉ huy ngay tại đó. Anh ấy bất lực đưa điện thoại cho phụ tá. Sau khi nhận được điện thoại, phụ tá lập tức bảo mọi người lấy đi chìa khóa khởi động của thuyền trưởng và cắm nó vào bên trong trang bị. Nhưng chính vào lúc này, phụ tá lại nhấc điện thoại lên lần nữa, yêu cầu Bộ Tư lệnh phát mệnh lệnh qua kênh chính thức. Cấp trên bất lực đành để bọn họ chờ lệnh tại đó. Sau khi ngắt điện thoại, radar đột nhiên kiểm tra được một chiếc thuyền tên lửa đang tập kích họ. Bọn họ chỉ có thời gian 20 giây để tránh. Phụ tá lập tức hạ lệnh lặn tàu khẩn cấp. Tất cả thuyền viên chú ý, lập tức lặn tàu, lập tức lặn tàu. Phía trái nắm chắc vào, còn 10 giây. Chiếc tàu ngầm hạt nhân khổng lồ dưới sự chỉ huy nhanh chóng trốn xuống biển sâu. Bom đến rồi. May mà tất cả không đi đến bước tệ nhất, chiếc thuyền hạt nhân trị giá 4 tỷ đô này chống được đạn, chỉ có khoang sau nước chui vào tổn hại đến bộ phận động cơ. Nhưng bất hạnh là bọn họ vì vậy mấy đi 12 thuyền viên ưu tú. Rốt cuộc là ai ép họ đến chỗ chết? Trưởng thông tin qua việc phân tích đạn đạo biết được người bắn họ chính là chiếc tàu ngầm hạt nhân quân Mỹ Illinois khác. Người muốn giết họ lại chính là người phe mình. Đối diện với tình hình này, có người kiến nghị nổi lên giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng thuyền trưởng rất rõ, nội bộ Nhà Trắng nhất định có biến cố lớn, nếu không tuyệt đối không dễ dàng bắn người mình như vậy. Cùng lúc đó bên trong trạm cảnh báo radar của NATO trên đảo ở Ấn Độ Dương, hai người nhân công cũng xác nhận quỹ đạo của chiếc tên lửa hành trình Tomahawk này. Còn chưa làm rõ tại sao quân Mỹ lại bắn người mình, thì đã thấy TV chiếu tin tức nghiêm trọng. Một chiếc tàu chiến Pakistan không hề báo trước mà đánh chìm USS Colorado. Hiểu được chân tướng họ vừa nhìn là biết, rõ ràng là Nhà Trắng đang gây xích mích. Thế nhưng nghiêm trọng hơn nữa vẫn ở đằng sau. Radar của họ hiển thị là hai chiếc hạt nhân Trident đã lên không trung. Mục tiêu chính là hai thành phố quan trọng của Pakistan. Các chính trị gia trong Nhà Trắng tại sao lại bỡn cợt, nền chính trị đã điên rồ. Cùng với hai điểm đỏ tách ra ở radar, hàng vạn những nhân dân vô tội Pakistan phải chết. Mà lý do hoang đường của bọn họ chính là để báo thù cho tàu ngầm Colorado. Colorado cũng kiểm tra được tín hiệu đạn đạo của cuộc tấn công. Thủy thủ trưởng Tom còn ngây thơ nhắc nhở thuyền trưởng tín hiệu chiến tranh đã nổ, bây giờ bọn họ có thể nhân cơ hội trở về đội chiến đấu. Thế nhưng thuyền trưởng rất rõ lúc này họ đã thành vật hy sinh. Nếu như chỉ vì chống lại mệnh lệnh đã bị ném bom, thế thì tất cả quá vớ vẩn rồi. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm nơi nào đó nổi lên để điều tra sự thật. Rất nhanh chiếc thuyền lớn này đã nổi lên gần đảo, cả đội trang bị vũ khí lên mặt đất, rất dễ dàng đã chiếm được trạm báo động NATO. Thiết bị radar ở đây đủ để cung cấp tình báo cho họ. Thuyền trưởng đầu tiên là liên hệ với ông bạn hải quân cũ Sim, nghe thấy tiếng họ ông ấy không thể tin nổi. Bởi vì vài tiếng trước, ông ấy còn tưởng con gái cưng của mình đã chết rồi. Là một hải quân cao cấp, ông ấy lại bị đám trong Nhà Trắng lừa gạt. Thế nhưng còn chưa kịp nói mấy câu, hai tên lính đã xông vào văn phòng khống chế ông ấy. Sau đó phụ tá gọi điện thoại báo bình an cho vợ, rất rõ ràng vợ của anh ấy cũng bị giám sát. Mà chính lúc này điện trong trạm radar đột nhiên ngắt. Phụ tá Sam nhạy bén lập tức đi kiểm tra, quả nhiên nghe thấy một thuyền viên đang lén lút liên hệ Nhà Trắng. Anh ấy cầm súng tiến lên, lại không ngờ trong góc tối còn có một tên khác mai phục. Sam bất lực đành phải bỏ súng xuống đàm phán. Xem ra bây giờ tình thế hỗn loạn khiến rất nhiều người mấy đi phán đoán. Tên thuyền viên điên cuồng này quyết định trừ khử phản đồ cho đất nước. May mà vào thời khắc quan trọng đồng đội đến kịp. Mà chỉ trong vài phút hệ thống radar mất điện, hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã tấn công họ. Dựa vào thao tác bình thường chính là lặn tàu xuống né bom. Thế nhưng đầu óc thuyền trưởng rất tỉnh táo, nếu như bọn họ bỏ rơi trạm radar trên đảo thì cũng có nghĩa là mất đi một cặp mắt. Thế nên anh ấy lệnh cho tàu ngầm giữ nguyên độ cao, mở khoang đạn hạt nhân chuẩn bị chuyển sang tấn công. Khi phó thuyền trưởng cắm chìa khóa vào thiết bị nổ, nghe khẩu lệnh của tôi 3, 2, 1.
chiến tranh đang đến rồi. Máy bay còn 4 phút. Đây là thuyền trưởng tàu ngầm Colorado. Mấy người có 2 chiếc máy bay ném bom về chúng tôi. Để trả lời, đạn hạt nhân của chúng tôi đang bay về thủ đô. Tôi biết ông mấy người nhận được tin này. Đây là Kari, ông không dọa được tôi đâu. Mau để cho đạn tự nổ, đây là mệnh lệnh Tổng thống Mỹ. Từ chối, nếu như máy bay không quay đầu trong 2 phút, tôi đảm bảo đạn sẽ trúng mục tiêu. Hoàn thành. Sau khi cảnh cáo nghiêm túc xong thì xem thái độ của đối phương. Radar hiển thị máy bay đã ngày càng gần, không hề lùi lại. Thấy đối phương hạ quyết tâm giết mình, thuyền trưởng bất lực tuyên bố đàm phán thất bại. Tất cả chú ý, tôi là thuyền trưởng, tất cả cố gắng đều vô ích, khó tránh khỏi bị tập kích, chúng ta không thể sống sót. Không khí trong tàu ngầm đột nhiên yên lặng. Vào lúc bọn họ chuẩn bị khởi động đạn hạt nhân, thản nhiên chấp nhận tự hủy, radar hiển thị máy bay đột nhiên quay đầu đi. Tất cả mọi người đều lập tức như chút gánh nặng, ngay cả thuyền trưởng bình thường điềm tĩnh cũng toát mồ hôi lạnh. Phía Nhà Trắng thấy ông ấy kiên quyết như vậy nên đã thỏa hiệp. Sam vội nhắc nhở ông ấy khởi động quá trình tự hủy, thế nhưng ông ấy lại có dự tính khác. Nếu như lúc này không cho chúng một bài học, thế thì bọn họ sẽ chết chắc ở đây trong một tuần. Bắt buộc khiến họ hiểu rằng ta nói được làm được. Làm ơn mà, Marcus. Mục tiêu ném bom nằm ở khu vực biển chống cách Nhà Trắng 200 km. Vừa không tạo ra thương vong, cũng có tác dụng uy hiếp. Mặc dù chính trị gia Nhà Trắng đáng chết, nhưng Marcus không phải kẻ lạm sát. Sau đó đám người lại trở về trạm báo động. Thuyền trưởng thông qua vệ tinh TV công bố với bên ngoài bọn họ gặp nạn và tuyên bố ở phạm vi 200 feet, trạm radar tạo lập khu vực an toàn. Nếu như có bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào xông vào lãnh địa của họ, vậy thì họ chắc chắn sẽ dùng vũ khí trên tàu ngầm đánh trả. 28 tên lửa Tomahawk và 18 viên đạn hạt nhân có thể dễ dàng hủy diệt bất cứ đâu. Marcus nói với mọi người, bây giờ bọn họ có bảo toàn tính mạng trước, sau đó mới có thể điều tra rõ chân tướng và về nhà. Mà nguyên nhân họ trở thành vật hy sinh có khả năng chính là trong đám người hải báo. Trưởng quan, tin tình báo đó sai. Chúng ta giết nhầm rồi. Đều tại tôi, nếu không phải tôi thì sẽ không xảy ra rồi. Bên này bọn họ vừa thiết lập khu vực an toàn, radar hiển thị 2 chiếc tàu ngầm và 16 thuyền chiến đang dò thám ở biên giới. Trên đó còn hiển thị có 20 thuyền chiến các loại đến trong 48 giờ. Thuyền trưởng vô cùng rõ, cho dù bọn họ có đạn hạt nhân hủy trời diệt đất, thế nhưng vẫn không thể so được với hải quân Mỹ. Thế thì bây giờ là lúc đặt cược tất cả rồi. Marcus hạ lệnh khởi động thiết bị che giấu mới Perseus. Sam không khỏi có chút lo lắng, bởi vì thiết bị này vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, rất có khả năng tổn hại đến hệ thống tàu ngầm. Có lẽ bây giờ bọn họ liên hệ đến Nhà Trắng để đàm phán là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Marcus hiểu rõ, nếu không thể hiện ra sức mạnh của mình, mấy tên chính trị gia kia sẽ coi mình như kẻ yếu kém, không cho cơ hội đàm phán. Cùng với sự khởi động mã nhúng hệ thống tàu ngầm, sau thời gian ngắn thích ứng, thành công tích hợp với hệ thống Perseus, trạm quan sát cũng đã phát hiện Colorado biến mất trên radar. Nhìn thấy đã đạt được hiệu quả tàng hình như mong muốn, Marcus liền đầy tự tin, lập tức hạ lệnh cho mọi người vào trạng thái chiến đấu chủ động xuất kích. Tàu ngầm Illinois cũng như vậy, phát hiện tàu ngầm của Marcus đã biến mất trên SOA. Khi bọn họ còn đang nghi hoặc, tàu Colorado đã xuất hiện ngay bên cạnh. Marcus không hề do dự tặng cho bên kia một quả ngư lôi. Tôi bị một quả ngư lôi đằng sau đánh úp, chạy khỏi cơ động lái hết sang phải. Mau nghĩ cách ứng phó tình hình đi, không kịp rồi, ngư lôi đã sắp đến mục tiêu rồi. Thời gian đếm ngược bị đâm vào 5, 4. Quả ngư lôi huấn luyện này đã cảnh cáo đối phương, Colorado cũng biết điều mà quay lưng rời đi. Lần đầu tiên hai người đối đầu nhau thì Marcus đã thắng, nhưng nhà chính trị ý nghĩ xấu xa của Nhà Trắng nhất quyết không chịu để yên. Thử nghĩ xem, một con tàu đem theo 28 quả tên lửa, một chiếc tàu ngầm hạt nhân lại thêm 17 quả tên lửa Trident, có thể không phát ra tiếng động nào mà xuất hiện bất cứ đâu. Nhà Trắng giống như dao kề cổ sao mà không căng thẳng được. Bọn họ một bên là miêu tả Colorado như bọn phản quốc đang kháng lại mệnh lệnh, một bên là vẫn không biết đang có âm mưu gì. Quả nhiên trạm cảnh báo radar đã phát hiện một chiếc máy bay đã vượt khỏi vùng an toàn, lại phát hiện đội quân Mỹ Eisenhower. Máy bay chiến đấu được kích hoạt để đánh chặn, Marcus lập tức bắn tên lửa để cảnh cáo. Thế nhưng chiếc máy bay lại ra hiệu nhằm mục đích quay đầu. Mấy trò lặt vặt lừa con nít này không làm Marcus hài lòng. Ông ta phân tích đội quân Mỹ rất có khả năng lợi dụng lực lượng đặc biệt châu Phi trên không. Phó đội trưởng Sam lập tức điều người đến ngăn cản. Nhà mật mã học sinh này là người đầu tiên đăng ký tham gia hành động. Tuy nhiên chỉ dựa vào một vài thủy thủ của họ, dù cho bọn họ ở trên biển có giỏi như nào, chống lại lực lượng đặc biệt giống như lao đầu vào cái chết. Bọn họ đã tìm thấy đội viên siêu Daniel mà họ đã cứu lúc đầu, mong rằng có thể cùng hội cùng thuyền giúp đỡ bọn họ. Nhưng Daniel chỉ muốn đi thả thính gái, nói dăm ba câu khiến cho Sam nóng máu, giống như không muốn đi qua vùng nước lầu này. Mà lúc này phía Nhà Trắng vẫn đang ép vợ Sam gọi điện thoại đến, nói chỉ cần Sam khống chế được Marcus sao ra tàu Colorado, Tổng thống sẽ ân xá cho anh và nhân viên hải quân. Điều kiện béo bở như vậy, Sam đang đối diện với cái chết khó tránh khỏi có chút dao động. Nhưng người vợ lại hít một hơi thật sâu và chuyển chủ đề. Đừng có tin bọn họ, dù cho họ có nói gì đi nữa, dù cho họ có nói gì cũng đừng có tin. Chỉ cần nhớ rằng em yêu anh Sam, em yêu anh. Xem ra bên phía người vợ nhất định đã thấy rõ âm mưu nào đó của Nhà Trắng.
Nhưng Sam và Marcus là bạn chiến đấu nhiều năm, quan hệ cũng không thể dễ dàng bị xúi giục. Vì muốn đối phó với bọn địch, bọn họ đã trang bị rất đầy đủ. Thế nhưng về phía ông chuyên gia Daniel mà nói thì còn đầy sơ hở. Hải quân không chỉ mang sai trang bị mà còn không có tinh thần chiến đấu. May mắn là quan sát viên Jesse của NATO sẵn sàng hướng dẫn cho họ. Hải quân đã bố trí mai phục trên con đường Delta. Cùng lúc này thuyền trưởng Marcus nhận được cuộc gọi đàm phán của Nhà Trắng. Nhưng phía bên Nhà Trắng lại không hề phái một đội quân nào đổ bộ lên đảo. Sớm đã được trang bị đầy đủ vũ khí, quân đội đặc chủng từ trong rừng bước ra. Đồng đội xung quanh cũng đã ngắm chuẩn mục tiêu của mình. Nhưng đúng lúc này Sam lại mùi lòng. Anh bước ra khỏi nơi phục kích cố gắng thương lượng với những binh lính nãy. Liên tục tuyên bố người Mỹ không đánh người Mỹ. Sự xuất hiện của Sam cũng khiến cho đối phương không ngờ. Vào lúc bọn họ đang liên lạc cho cấp trên, radar của trạm cảnh báo lại nhận được tín hiệu đến từ quân đội Nga. Marcus lập tức ra cảnh báo cho Sam. Chết tiệt. Sự sắp xếp lúc trước của đội hải quân tạm thời có thể áp chế được quân đặc chủng. Nhưng đợi đến khi bọn họ bình tĩnh lại, phía Sam nhanh chóng sẽ xuất hiện thương vong. Dường như nhưng hải quân không có kinh nghiệm chiến đấu cũng bắt đầu bỏ trốn. Thậm chí còn có người bị dọa sợ đến tè ra quần. Thấy đội hải quân trước mắt đang trong tình thế nguy cấp, Marcus nhanh chóng liên lạc với một quan chức quân sự cấp cao của Nga. Quan chức quân sự cấp cao Nga nói chỉ cần giao ra chiến hạm Colorado, bọn họ sẽ lập tức bảo vệ an toàn toàn diện cho Marcus. Thế nhưng Marcus đã nói thẳng ông ta thông báo cho Nhà Trắng, nếu như không muốn xảy ra chiến tranh quân sự giữa hai nước, huống hồ bốn quả bom hạt nhân Trident đã nhắm chuẩn vào cảng quân sự nơi có con trai của vị quan chức cấp cao. Vào lúc này Sam lệnh đội quân vừa đánh vừa lui, xây lại bị bắn trúng trong lúc rút lui.